Hôm qua, Quốc hội Israel đã thông qua hai đạo luật mở đường cho sự trở lại cương vị thủ tướng của chính trị gia kỳ cựu Benjamin Netanyahu, cũng như hỗ trợ quá trình thành lập chính phủ mới của ông. Theo đó, những người bị truy tố nhưng không phải ngồi tù giam sẽ được đảm nhiệm ghế bộ trưởng trong chính phủ Israel. Điều này cho phép ông Arye Deri, một đồng minh chủ chốt của ông Netanyahu, có thể tham gia nội các bất chấp việc đang chịu án treo với tội gian lận thuế. Ngoài ra, luật mới cũng cho phép một bộ đồng thời có hai bộ trưởng. Bên cạnh đó, Quốc hội Israel cũng đã bỏ phiếu thông qua việc gia tăng quyền hạn của Bộ trưởng An ninh Quốc gia. Dự kiến Quốc hội Israel sẽ bỏ phiếu thông qua việc thành lập chính phủ liên minh vào ngày mai 29 tháng 12 và nội các mới sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức cùng ngày. Trung Quốc sẽ tối ưu hóa những chính sách và biện pháp quản lý nhập cư bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 sang năm để phù hợp với các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 trong bối cảnh Bắc Kinh đã hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B. Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc thông báo, những chính sách và biện pháp được tối ưu hóa gồm nối lại việc chấp nhận và phê duyệt những đơn xin hộ chiếu phổ thông của công dân Trung Quốc cho mục đích du lịch và thăm bạn bè ở nước ngoài kể từ ngày 8 tháng 1. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng sẽ tiếp tục xử lý chứng thực cho cư dân đại lục đến khu hành chính đặc biệt Hồng Kông vì mục đích du lịch và kinh doanh, cũng như cấp giấy phép xuất nhập cảnh của Trung Quốc và giấy phép xuất nhập cảnh cho các khu vực biên giới. Những dịch vụ liên quan đến đơn xin thị thực thông thường, giấy phép lưu trú và giấy phép cư trú của người nước ngoài sẽ được nối lại và trong trường hợp cần thiết có thể áp dụng thủ tục cấp tốc. Những dịch vụ được nối lại cũng sẽ bao gồm việc cấp thị thực ở cảng, thực hiện chính sách quá cảnh miễn thị thực theo các mức 24, 72, 144 giờ và cấp giấy phép nhập cảnh tạm thời. Theo một bản báo cáo mới công bố, trong năm 2022, có hơn 6.000 trẻ em tại Mỹ bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn. Đây cũng là con số thương vong lớn nhất từng ghi nhận kể từ năm 2014. Theo dữ liệu do tổ chức phi lợi nhuận The Gun Violence Archive chuyên theo dõi các vụ bạo lực súng đạn tại Mỹ công bố, trong năm nay đã có hơn 6.000 trường hợp nạn nhân thiệt mạng hoặc bị thương vì súng đạn là trẻ em dưới 17 tuổi, tăng hơn 1.000 trường hợp so với năm ngoái. Đây cũng là con số thương vong lớn nhất từng ghi nhận kể từ khi tổ chức này bắt đầu thống kê vào năm 2014. Khi đó có khoảng 2.900 trẻ em dưới 17 tuổi bị thương hoặc thiệt mạng vì súng đạn. Cũng theo số liệu do tổ chức The Gun Violence Archive công bố vào tháng 11 vừa qua, số nạn nhân thiệt mạng do bạo lực súng đạn tại Mỹ trong năm 2022 đã lên tới gần 40.000 người. Những số liệu này một lần nữa cho thấy bạo lực súng đạn vẫn là một trong những vấn đề nghiêm trọng, kéo dài và khó giải quyết nhất ở Mỹ. Tây Ban Nha hôm qua đã công bố một gói biện pháp mới trị giá khoảng 10 tỷ euro nhằm hỗ trợ giảm bớt chi phí sinh hoạt, gồm cả việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT với những mặt hàng thực phẩm cơ bản để đối phó lạm phát. Gói biện pháp mới được Thủ tướng Pedro Sanchez công bố tại cuộc họp báo cuối năm, theo đó quy định giảm thuế VAT thực phẩm từ 4% xuống còn 0% trong 6 tháng. Danh sách những mặt hàng thực phẩm cơ bản bao gồm bánh mì, sữa, trứng, phô mai, trái cây, rau củ và ngũ cốc. Bên cạnh đó, VAT với dầu và mì ống cũng sẽ được giảm từ 10% xuống còn 5%. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết sẽ chi một khoản hỗ trợ một lần 200 euro cho các hộ gia đình thu nhập dưới 27.000 euro một năm để bù đắp giá lương thực. Tổng gói hỗ trợ một lần này lên đến 4,2 triệu euro. Đây là kế hoạch hỗ trợ mới nhất và là gói biện pháp thứ 6 của Tây Ban Nha nhằm đối phó khủng hoảng kinh tế xã hội do ảnh hưởng của cuộc xung đột Ukraine. Hiện số tiền mà chính phủ Tây Ban Nha sử dụng để hỗ trợ người dân đã lên tới 45 tỷ euro. Từ điển tiếng Anh Collins đã chọn từ của năm 2022, Permacrisis có nghĩa là khủng hoảng kéo dài, trong đó bao hàm bức tranh màu xám về khí hậu toàn cầu. Quả thật trong năm qua, thiên tai hạn hán cùng các hình thái thời tiết cực đoan khác đã trở thành cuộc khủng hoảng khốc liệt hơn bao giờ hết bởi nó tác động đến tất cả chúng ta. Cũng bởi lẽ đó mà vấn đề về biến đổi khí hậu luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong các chương trình nghị sự của loạt hội nghị toàn cầu diễn ra trong năm qua. 96% dân số thế giới tương đương với 7,6 tỷ người đang phải hứng chịu tác động của khí hậu, khiến năm 2022 trở thành một trong những năm khủng hoảng khí hậu tồi tệ nhất trong lịch sử. Tại nhiều khu vực, người dân ngậm ngùi chấp nhận một năm trắng tay vì không thể khai thác và thu hoạch trên chính mảnh đất của mình. Tình hình hiện nay rất bi đát, thiệt hại cây trồng lên đến gần 60%, vụ thu hoạch năm nay coi như trắng tay. Mỗi năm thời điểm này, những cánh đồng khoai lang phải tùm lá rồi. Và vài tuần nữa là hoa khoai lang sẽ nở. Nhưng năm nay thì mọi thứ khô héo hết. Trong năm qua, nhiệt lượng dư thừa các đại dương hấp thụ ước tính tương đương với 7 quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Nó vượt xa những gì chúng ta đã từng trải qua. Cục diện này cho thấy thiên tai ảnh hưởng đến hầu như mọi cá thể trên trái đất. Ước tính năm 2022, thiệt hại do thiên tai gây ra đối với riêng khu vực châu Âu đã lên tới hơn 8,7 tỷ USD, còn thế giới là hơn 260 tỷ USD. Trong năm qua, nhiệt lượng dư thừa từ đại dương hấp thụ ước tính tương đương với 7 quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Đến năm 2030, trung bình cứ một ngày rưỡi lại có một thiên tai quy mô trung bình đến lớn xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới. Những thảm họa này có thể gây thiệt hại trung bình đến 170 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Con số này đã tăng gấp đôi trong 3 thập kỷ qua. Giải quyết các hệ quả của biến đổi khí hậu là một bài toán cần lời giải lâu dài. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, mỗi quốc gia lại có các biện pháp riêng của mình để phù hợp với tình hình thời tiết và đời sống của địa phương. Chúng tôi đảm bảo tạo ra các cơ hội năng lượng sạch cho người Mỹ và cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi cần phải gửi đi thông điệp rõ ràng về ưu tiên đối với chuyển đổi xanh. Điều này không chỉ giúp đạt mục tiêu về khí hậu mà còn đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định với giá cả phải chăng. Một điểm sáng đã xuất hiện trong hội nghị COP27 là lần đầu tiên vấn đề bồi thường khí hậu được đưa ra bàn thảo chính thức và đạt được bước tiến lịch sử. Việc thành lập Quỹ đền bù khí hậu cho thấy tiếng nói của những nước đang phát triển bị tác động mạnh bởi biến đổi khí hậu đang dần lớn hơn. COP này đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới công lý. Cũng tại COP27, ông Antonio Guterres cảnh báo nhân loại phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, hoặc là hợp tác với nhau trong biến đổi khí hậu, hoặc là cuộc tự sát tập thể. Chưa bao giờ, lời kêu gọi cùng nhau thực thi trở nên thôi thúc đến vậy. Quá nhiều kỷ lục về thời tiết cực đoan không mong muốn được xác lập, cuộc sống của người dân điêu đứng là những minh chứng rõ nét cho tình trạng biến đổi khí hậu đang nguy cấp. Ở một số quốc gia, thỏ được coi là linh vật của năm 2023. Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, nhu cầu mua thỏ làm thú cưng đang tăng mạnh. Câu chuyện sau đây là ở nước Nga. Tại thủ đô Moscow, những cửa hàng thú cưng bỗng trở nên đông đúc trong những ngày cuối năm này. Thỏ là loài động vật được lùng mua nhiều nhất bởi đây là linh vật của năm mới 2023 theo quan niệm của phương Đông. Tôi đi tìm mua thỏ, chúng là loài động vật đáng yêu, có nhiều màu sắc và mức giá cũng khác nhau. Chúng là quà tặng thịnh hành trong dịp năm mới, đặc biệt là với trẻ em. Nhu cầu mua bán thỏ tại Nga đã tăng tới 10 lần. Trong văn hóa phương Đông, thỏ hoặc mèo là con vật tượng trưng cho năm Quý Mão 2023. Thỏ đang trở nên khan hiếm vì chúng đều được đặt hàng từ trước rồi. Mọi người có xu hướng mua thỏ làm quà năm mới cho trẻ nhỏ. Nhưng với các nhà hoạt động môi trường, việc sở hữu vật nuôi một cách bừa bãi có thể mang lại tác động xấu bởi nhiều chủ vật nuôi thường bỏ các con vật bừa bãi ra ngoài đường sau khi dịp lễ Tết kết thúc. Cứ mỗi năm đến dịp tượng trưng của một linh vật nào đó, người ta đổ xô đi mua loài vật đó, rồi cuối cùng bỏ chúng bơ vơ. Ngay sau khi kỳ lễ kết thúc, đa phần chúng sẽ chết đói hoặc bệnh tật. Với đặc tính hiền lành, gần gũi với con người và ngoại hình đáng yêu, thỏ được cho là biểu tượng của sự may mắn. Hàng trăm người tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã cùng tham gia lễ hội bơi mùa đông thường niên trên sông. Bất chấp thời tiết giá lạnh, những người tham gia lễ hội vô cùng hào hứng và thậm chí hoàn thành phần thi xuất sắc. Khoảng 350 người là công dân Séc, Áo, Đức, Ba Lan, Slovakia, Anh và Mỹ đã tham gia thi đấu ở các cự ly 100m, 300m và 750m trên sông Vltava khi nhiệt độ nước chỉ vào khoảng 5 độ C. Năm nay, do dòng chảy trên sông mạnh hơn nên ban tổ chức đã phải điều chỉnh lại đường đua để tránh gây nguy hiểm cho các vận động viên. Dòng chảy rất xiết, tôi gặp phải vấn đề lớn ngay từ vòng 1 khi liên tục bị nước cuốn đi. Ở vòng 2, có lúc tôi gần như không thể bơi được. Nước cũng dễ chịu, không quá lạnh. Dòng chảy xiết nhưng điểm đích thì cũng tuyệt vời. Giải bơi mùa đông được tổ chức để tưởng nhớ An Benicodem, một thợ kim hoàn tại Praha, người đã khiến cho giải bơi mùa đông trở nên phổ biến tại đây hồi những năm 20 của thế kỷ trước.